Nè cô kia, cô tới đây có chuyện gì? Dạ, tôi muốn vào thăm Nhất Dương, anh cho tôi vào nha. Cô nói chuyện vẫn chơi hả? Hắn là tử tù, không ai được vào cả. Cho tôi vào đi mà anh lính, tôi ở xa lắm, cho tôi vào gặp đi. Không được là không được. Không ấy, anh gửi chiếc khăn này cho huynh ấy giùm tôi, ở trong đó trời lạnh lắm, làm ơn. Cũng không được. Ủa Như Ý, cô cũng đến đây sao? Họ không cho cô vào hả? Phải. Như Ý à, hay là cô thử năn nỉ họ coi sao? Có chuyện gì ngoài này vậy? Dạ thưa quan lớn, có cô này muốn gặp Nhất Dương. Thưa quan lớn, ta là tiểu thư nhà họ Lý ở huyện bên. Trước đây ta có liên can tới vụ án mà Nhất Dương là nghi phạm. Ta muốn gặp hắn để hỏi vài điều về cái chết của cha ta. Đây là thư gửi gắm của quan huyện làng ta, mời ngài xem qua. Được, vậy thì ta sẽ cho tiểu thư Như Ý vào, nhưng chỉ một mình cô thôi. Nhưng mà Như Ý, vậy cô vào đi. Nhưng còn cô, không sao đâu, huynh ấy mong gặp cô hơn tôi mà. À, sẵn cô cầm cái khăn này đưa cho huynh ấy giùm tôi, vậy là được rồi. Cô đi nhanh đi, nếu không người ta đổi ý giờ. Cô hãy mau theo ta. Dạ. Nhất Dương, Như Ý, tại sao cô biết ta ở đây mà tìm? Nhất Dương, em đã nói rồi, cho dù anh có đi tới chân trời góc bể, em cũng sẽ tìm ra anh. Ta chỉ sợ vĩnh viễn ta sẽ không được nhìn thấy nàng nữa. Ta còn nhiều điều chưa kịp nói với nàng. Ta cảm ơn cô đã giúp đỡ ta trong lúc gặt nghèo nhất. Ân đền quán trả, anh vẫn hay nói như vậy mà. Nhưng mà anh không còn muốn nói gì khác nữa sao? Ta không còn sống bao lâu nữa, cô hãy quên ta càng sớm càng tốt, đừng để liên lụy tới mình nữa. Đến giờ này anh còn không hiểu lòng em sao Nhất Dương? Em chỉ hận là không được biết anh sớm hơn, chứ nhất quyết em không hối hận gì cả. Dù em có bị tịch biên tài sản hay em bị chém đầu cùng anh, thì em cũng sẽ cam lòng mà Nhất Dương. Như Ý, ta không xứng đáng với tình cảm của cô đâu. Nghe ta nói, hãy quay trở về và quên ta đi. Nhất Dương, anh hãy nhìn thẳng vào em đi. Hãy nhìn em đi, anh đừng có tự dối lòng mình mà. Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em đi. Anh hãy nói là anh không có một chút tình cảm nào với em đi Nhất Dương. Anh có dám nói không Nhất Dương? Anh nói đi chứ. Nếu như mà anh nói được thì em sẽ quay về ngay, em sẽ không làm phiền anh nữa. Anh hãy nói là anh không thương em đi. Như Ý à, thật ra anh rất quan tâm tới em, anh hiểu hết lòng em. Nhưng hoàn cảnh chúng ta quá trớ trêu, nếu thật sự có kiếp sau, anh nguyện xin bù đắp cho em tất cả.
Còn bây giờ hãy quên anh đi, hãy quay trở về và sống thật tốt. Nghe lời anh đi. Không đâu Nhất Dương, em sẽ không bao giờ quên anh. Kiếp này hay kiếp sau thì lòng của em cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Anh đừng nói gì nữa hết, anh phải ráng ăn uống, phải giữ vững tinh thần, không được đầu hàng. Em sẽ nghĩ cách để cứu anh ra khỏi nơi giam cầm này. À, còn cái này là khăn của cô Mơ gửi tặng anh, anh nhận đi. Cô ấy cũng thương anh lắm đó. Cô ấy sợ ở trong này lạnh, cho nên muốn gửi cho anh chiếc khăn này. Đúng là trời tính không bằng người tính. Hai người họ đáng thương thiệt đó. Vừa nhận ra tình cảm của nhau thì đã đứng trên bờ sinh ly tử biệt rồi. Ông, hay chúng ta đi tìm Nam Tào Bắc Đẩu đi, rồi xin cho họ một tiếng. Không được đâu. Mình là ông Tơ Bà Nguyệt, chỉ có nhiệm vụ xe duyên cho người trần thế, chứ đâu có can thiệp vô chuyện khác. À, nhưng hồi nãy tôi xem sổ định hôn của trời, thấy tên của họ đã được ghi chép rõ ràng. Trời ơi, vậy thôi mình xe duyên cho họ luôn đi ông, cho họ một chút an ủi trước khi đôi lứa chia lìa mà. Nhưng giờ cậu Nhất Dương chưa biết sống chết ra sao. Mình làm vậy lỡ cô Như Ý mà phải một mình dò dỏ suốt đời hay sao? Thôi cứ chờ đợi một thời gian nữa, vì chuyện hôn nhân hệ trọng nên không thể hấp tấp được bà ơi. Quan Quyện, ngài không gạt tôi chứ? Nhất Dương sao có thể là anh ruột của ngài được? Anh em ta cũng mới nhận ra nhau thôi, chuyện này dài dòng lắm. Sau này có thời gian ta sẽ giải thích từ từ cho cô hiểu. Còn bây giờ chúng ta phải nghĩ cách để cứu anh ấy. Ngài là người đứng đầu cả một huyện, chuyện cứu người đơn giản như vậy ngài không làm được sao? Không đơn giản như cô nghĩ đâu. Ta thân là quan án bổng lộc của triều đình, quân pháp bất dị thân. Anh Nhất Dương đã can tội giết người, cướp của mà từng những hai lần, có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Ta có cố cách mấy cũng không thể nào gỡ được. Nhưng mà anh ấy không có giết cha tôi, chính mẹ kế và tên Ba Đô em ruột của bà ta mới là thủ phạm. Nhưng bà ta và tên Ba Đô không hiểu sao đã biến mất không một dấu vết, còn kịp bày ra chứng cớ cho quan tri huyện bên kia có cớ để kết tội Nhất Dương nữa. Ý của cô là nếu tìm được hai người họ thì chứng minh anh Nhất Dương không giết cha của cô, đúng không? Phải, tôi chắc chắn là hai người họ mới là thủ phạm giết chết cha của tôi. Nhưng mà không hiểu sao quan huyện bên đó lại có tờ khai điểm chỉ của Nhất Huynh. Chắc chắn là có điều chi khuất tất mà. Đúng là có chuyện rất đáng ngờ ở đây. Thay vì khoanh tay ngồi đây chờ anh ấy lâm vào chỗ chết, ta cần cô giúp sức để truy tìm bọn họ. Dù chỉ là tình tiết gỡ bỏ một phần nào đó thôi, nhưng không thể nào xóa hết cả bản án. Chúng ta nhất quyết không được nản lòng. Phải, cho dù có lên trời xuống bể hay đổi hết cả cái gia tài này để cứu mạng huynh ấy, tôi cũng sẽ làm. Vậy là ngài đã nghĩ ra được cách cứu Nhất huynh thoát khỏi án tử rồi đúng không?
Nhưng hiện giờ sớ đã lên kinh rồi, giờ chỉ còn chờ đức vua phê chuẩn cho ngài hành quyết mà thôi. Hơn nữa tên Tô Hoàng đó quen thân với quan tri phủ, lại rất gian manh xảo trá, nên cho dù mình có làm gì hắn cũng sẽ dò la ra. Hắn sẽ không để Nhất Dương thoát nạn dễ dàng như vậy đâu. Vậy bây giờ mình phải làm gì đây? Tôi không muốn Nhất Dương chết đâu. Xin ngài làm ơn nghĩ cách cứu ảnh đi. Được rồi, Như Ý tiểu thư cứ bình tĩnh, còn nước còn tát. Hiện giờ ta sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian thi hành án. Còn cô, mau giúp ta hỏa hình chị em bà mẹ kế, càng sớm càng tốt.